Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, Hán dịch Sa Môn Thật Sananda, Việt dịch Tỳ Kheo Thích Minh Định, Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Tập 12, Quyển 23, Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25, Phần 1. Giảng giải. Phẩm Thập Hồi Hướng là phẩm thứ 25 trong Kinh Hoa Nghiêm, hiện tại đang giảng là bộ phận thứ nhất ở trong phẩm này. Thế nào gọi là hồi hướng? Hồi là chuyển, ý nghĩa là hồi chuyển. Hướng là hướng về. Hồi hướng nghĩa là nói, hồi chuyển, có hình, hướng về nơi vô hình. Hướng chuyển có tướng, hướng về nơi không có tướng, vô tướng. Hướng chuyển hư vọng, hướng về nơi chân thật. Hồi chuyển công đức của mình, hướng về nơi kẻ khác. Hồi hướng có nhiều lối giải thích. Hiện tại hợp lại mà nói có thể phân ra làm ba phương diện. 1. Hồi hướng công đức của mình hướng về kẻ khác. 2. Hồi hướng căn lành của mình hướng về Bồ Đề. Hai loại này là tùy hướng. 3. Hồi hướng căn lành tích tập của mình hướng về thật tế. Thật tế tức là không có tướng, tức cũng là lìa tướng. Ba phương diện đã nói ở trên. Thứ nhất là chúng sinh, thứ hai là Bồ Đề, thứ ba là thật tế. Đây là nói tổng hợp, nếu hút phân biệt ra để giải thích nói, thì lại có thể phân ra làm 10 loại hồi hướng. A. Hồi tự hướng tha, đem những gì mình làm hồi hướng cho kẻ khác, tức là hồi hướng cho chúng sinh. Trong kinh Phật có nói, nếu có căn lành, chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sinh, thì chẳng gọi là hồi hướng. Nếu tất cả căn lành của bạn làm được, chỉ biết lợi mình, nhận rằng tất cả việc lành công đức là phước báo tư lương của mình, chẳng chịu phân chia cho kẻ khác, đây tức là chẳng lợi ích tất cả chúng sinh, không thể gọi là hồi hướng. Nếu như bạn có chút việc thiện, nghiệp thiện, lập tức hồi hướng cho pháp giới tất cả chúng sinh, nguyện cùng với pháp giới chúng sinh nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đây mới là lợi ích tất cả chúng sinh, mới là chân chánh hồi hướng. B. Hồi ít hướng nhiều, chính mình một người là ít, hết thảy chúng sinh là nhiều. Bồ Tát tu các căn lành dù là ít, nhưng dùng chút ít căn lành này nhiếp trì khắp tất cả chúng sinh, dùng tâm đại hoan hỷ phát hồi hướng rộng lớn. Bất cứ căn lành gì đều bố thí khắp cho pháp giới chúng sinh, đây cũng là nguyện cùng với pháp giới chúng sinh nhất thời đều chứng được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. C. Hồi nhân hạnh của mình hướng về nhân hạnh của kẻ khác. Bồ Tát tu hạnh Bồ Tát đem tất cả căn lành của mình tu hồi hướng về Phật, sau đó lại đem căn lành đó hồi hướng cho tất cả Bồ Tát. Mình đang tu nhân hạnh, Bồ Tát khác cũng đang tu nhân hạnh, đem căn lành của mình đang tu nhân hạnh hồi hướng cho tất cả Bồ Tát quả địa chưa viên mãn, khiến cho họ được mãn nguyện, làm cho tâm chưa được thanh tịnh, được thanh tịnh, sớm sẽ thành tựu chánh đẳng, chánh giác. 4. Hồi nhân hướng quả. Hồi nhân hòa của mình hướng về quả đức vô thượng, khiến cho vô thượng chánh giác Bồ Đề mau chóng đắc được viên mãn. 5. Hồi liệt hướng thắng. Liệt tức là hạ liệt, thắng là thủ thắng, hạ liệt là phàm phu ngoại đạo, tất cả nhị thừa đều là hạ liệt. Thủ thắng đại thừa Bồ Tát chánh giác Phật quả Bồ Đề đều là thủ thắng. Hồi những liệt hạnh mà phàm phu làm được hướng về đại thừa Bồ Tát thắng hạnh Bồ Đề quả giác của chánh giác Thế Tôn tu. 6. Hồi tỷ hướng chứng. Tỷ là so sánh, tôi so sánh với Phật thì tôi chưa chứng được quả Phật, Phật đã chứng được quả vị Phật. Tôi so sánh với tất cả Bồ Tát thì tôi chưa đắc được thanh tịnh, Bồ Tát đã chứng được thanh tịnh, chứng được sơ địa, còn tôi vẫn là phàm phu. So sánh như thế, lập tức sẽ phát tâm dũng mãnh tinh tấn, sớm chứng được quả vị vô thượng Bồ Đề. 7. Hồi sự hướng lý. Chúng ta bình thường làm tất cả sự tướng, tất cả pháp hữu vi đều hồi hướng về lý thể chân thật, khiến sẽ chứng được vô dư niết bàn. 8. Hồi hạnh môn giải biệt hướng về hạnh môn viên dùng. Hồi hướng đủ thứ hạnh môn khác biệt tu hành của chúng ta hướng về hạnh môn viên dùng vô ngại. 9. Hồi pháp thế gian hướng về pháp xuất thế gian. Hồi hết thảy tất cả pháp hữu vi thế gian đều nó hướng về pháp vô vi xuất thế, tùy thuận pháp xuất thế giáo hóa chúng sinh, khiến cho chúng sinh biết pháp xuất thế mới là chân thật, thành thục tất cả chúng sinh được vô thượng Bồ Đề. 10. Hồi thuận lý sự hạnh, hướng lý sở thành sự. Hồi thuận lý tất cả sự hạnh của sự tu hành, đem nó hướng về chân lý của sự thành tựu. 10 thứ hồi hướng ở trên đã giải thích sơ lược, trong kinh văn sẽ giải thích tỉ mỉ hơn. Hồi hướng thứ nhất,
Đến thứ ba là hồi hướng chúng sinh, thứ tư đến thứ sáu là hồi hướng Bồ Đề, thứ bảy và thứ tám là hồi hướng thật tế, thứ chín và thứ mười là thông nơi quả và thật tế. Thật tế tức là thật tướng cũng là vô tướng. Là người tu hành nên minh bài pháp truy cầu chân thật, tiến mà phải quét sạch tất cả pháp, lìa tất cả tướng, viên mãn Bồ Đề, quy vô sở đắc. Kinh văn: Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tràng nương thần lực của Đức Phật nhập vào Tam Muội Bồ Tát Trí Quang. Khi nói xong phẩm kệ tán trong cùng trời Đâu Xuất, khi tiếp tục nói phẩm thập hồi hướng, thì hội chủ Bồ Tát Kim Cang Tràng, ngài nương đại oai thần lực gia trì của Phật Thích Ca Mâu Ni, Phật Tỳ Lô Giá Na và mười phương chư Phật ba đời mà vào trong định Bồ Tát Trí Huệ Quang Minh. Vào Tam Muội đó rồi, mỗi phương trong mười phương qua ngoài các thế giới, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, đều đồng danh hiệu. Hiệu là Phật Kim Cang Tràng xuất hiện ở trước Bồ Tát Kim Cang Tràng. Bồ Tát Kim Cang Tràng vào trong định Bồ Tát Trí Huệ Quang Minh rồi, ngoài mười phương thế giới Ta Bà, qua ngoài các thế giới nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, có các đức Phật nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, các ngài đều cùng một danh hiệu là Phật Kim Cang Tràng, đồng thời xuất hiện ở trước Bồ Tát Kim Cang Tràng. Đều khen ngợi rằng, lành thay, thiện nam tử, có thể vào được Tam Muội Bồ Tát Trí Quang này. Thiện nam tử, đây là do thần lực của các đức Phật, mỗi phương trong mười phương, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật, cùng gia hộ cho ông, cũng là nguyện lực thuở xưa của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai, sức lực oai thần, và do trí huệ thành tịnh của ông, do căn lành tăng trưởng thù thắng của các Bồ Tát khiến cho ông vào Tam Muội này để dễ nói pháp. Mười phương chư Phật xuất hiện ở trước mặt Bồ Tát Kim Cang Tràng, các miệng cùng lời khen ngợi ngài nói: chân tử, ông là một vị đức hạnh toàn mỹ, bậc thiện nam tử, ông mới vào được Tam Muội Bồ Tát Trí Quang này. Thiện nam tử, đó là do đại oai thần lực của các đức Phật, mỗi phương trong mười phương, nhiều như số hạt bụi mười vạn cõi Phật cùng gia bị cho ông, cũng là đại nguyện lực thuở xưa của Phật Tỳ Lô Giá Na đã phát ra, và đại oai thần lực gia bị cho ông, cũng là do trí huệ thành tịnh của ông, cùng với căn lành tăng trưởng thù thắng của các Bồ Tát, nhiều như số hạt bụi cõi nước cùng gia bị cho ông, cho nên mới khiến cho ông vào được Tam Muội Bồ Tát Trí Quang này. Hy vọng ông do sức lực Tam Muội này mà vì chúng sinh diễn nói diệu pháp không thể nghĩ bàn. Vì khiến cho các Bồ Tát đắc được thành tịnh vô úy, vì đầy đủ vô ngại biện tài, vì vào vô ngại trí địa, vì đại tâm trụ nhất thiết trí, vì thành tựu căn lành vô tận, vì đầy đủ bạch pháp vô ngại, vì vào nơi phổ môn pháp giới, vì hiện tất cả thần lực của Phật, vì tiền tế niệm trí không dứt, vì được tất cả chư Phật hộ trì các căn, vì dùng môn vô ngại để rộng nói các pháp, vì nghe đều thấu hiểu thọ trì không quên, vì nhiếp tất cả căn lành của các Bồ Tát, vì thành biện trợ đạo xuất thế, vì chẳng dứt trí huệ nhất thiết trí, vì khai phát đại nguyện, vì giải thích diễn nghĩa, vì biết rõ pháp giới, vì khiến cho các Bồ Tát thầy đều hoan hỷ, vì tu căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật, vì hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai, cho nên dễ nói thập hồi hướng của các Bồ Tát. Vì khiến cho các Bồ Tát đều đắc được thanh tịnh không nhiễm sức vô ý, vì đầy đủ biện tài không chướng ngại, pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện, từ vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện, gọi là bốn biện vô ngại, còn gọi là bốn trí vô ngại, đến được vô ngại biện như thế mới có thể hàng phục được các dị luận không thể khuất phục, và vô ngại trí địa tức là tiến vào định chẳng thọ tất cả chướng ngại. Thứ trí này viên dùng vô ngại hay chiếu rõ các pháp thời tướng, có thể trụ nhất thiết trí địa phát đại tâm Bồ Đề. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang này lại có thể thành tựu căn lành vô tận của Bồ Tát, lại có thể đầy đủ pháp trắng thiện, chẳng thọ bất cứ chướng ngại gì, lại có thể vào sâu khắp pháp giới, dùng phổ môn thị hiện để giáo hóa chúng sinh. Vào trong định Bồ Tát Trí Quang này lại có thể đến được chỗ Phật thị hiện tất cả thần lực, thông đạt diệu dụng, ý nghĩa tiền tế niệm trí là chỉ một niệm trí huệ ban đầu, tức cũng là một niệm trí huệ phát tâm Bồ Đề lúc ban đầu. Một niệm trí huệ này vĩnh viễn không dứt mất, tiếp tục mãi mãi, cho nên tâm Bồ Đề mà bạn phát ra vĩnh viễn trường tồn lại càng kiên cố. Vì đắc được tất cả chư Phật luôn luôn hộ niệm bạn, hộ trì các căn của bạn, tín tấn niệm định huệ cùng với tất cả các pháp lành
gọi là các căn, và trong định Bồ Tát Trí Quang lại có thể sinh ra vô lượng trí môn, rộng diễn nói vô lượng diệu pháp, giáo hóa tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh một khi nghe được thì đều hiểu rõ suốt đời thọ nơi tâm, chỉ nơi thân, vĩnh viễn chẳng quên mất. Do đó, khi lọt qua tai luôn là giống đạo. Giống như có những người trí nhớ đặc biệt phi thường, có thể lọt qua mắt chẳng bao giờ quên. Đó đều là do đời trước đã gieo trồng căn lành, đời này mới được như vậy. Lại có thể nhiếp thọ tất cả căn lành của các Bồ Tát, lại có thể thành biện trợ, giúp pháp môn nhân duyên đạo nghiệp xuất thế khiến cho thành tựu, lại có thể kế tục trí huệ tối thù thắng của nhất thiết trí vào trong định Bồ Tát Trí Quang này, lại hay khiến cho tất cả chúng sinh đều phát thệ nguyện lớn sớm thành Phật đạo, lại có thể vì tất cả chúng sinh giải thích nghĩa lý chân thật, khiến cho họ biết rõ tất cả đạo lý của pháp giới vào trong định Bồ Tát Trí Quang này, hay khiến cho mười phương tất cả chư Phật Bồ Tát đều hoan hỷ, có thể tu tập căn lành bình đẳng của tất cả chư Phật, lại có thể hộ trì giống tánh của tất cả Như Lai. Giống tánh Như Lai tức là hạt giống của Như Lai, hạt giống của Như Lai tức là tất cả chúng sinh. Hộ trì tất cả giống tánh Như Lai tức là hộ trì tất cả chúng sinh. Phật đã từng nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nghĩa là nói chúng sinh đều có giống tánh của Phật, tức là hạt giống tánh, tức là một chút giống tánh thành Phật. Cho nên phải hộ trì giống tánh thành Phật của tất cả chúng sinh cho tốt. Vì nhân duyên như vậy, cho nên chư Phật gia bị cho ông, hy vọng ông sẽ nói 10 điều hồi hướng của Bồ Tát tu để lợi ích cho Bồ Tát và tất cả chúng sinh mới phát tâm. Tất cả những điều vừa nói ở trên là Phật Kim Cang Tràng trong 10 phương thế giới nói với Bồ Tát Kim Cang Tràng. Phật tử, ông nên nương ngoài thần lực của Phật mà dễ nói pháp này, vì được Phật hộ niệm, vì an trụ ở nhà Phật, vì tăng thêm lợi ích công đức xuất thế, vì được Đà La Ni quang minh, vì vào Phật pháp không chướng ngại, vì đại quang minh chiếu khắp pháp giới, vì tập pháp thanh tịnh không lỗi lầm, vì trụ cảnh giới trí huệ rộng lớn, vì được pháp quang minh không chướng ngại. Các vị Phật Kim Cang Tràng nhiều như số hạt bụi 10 vạn cõi Phật của mỗi phương trong 10 phương, gọi một tiếng Bồ Tát Kim Cang Tràng nói: Phật tử, hiện tại ông nên nương sức thần thông đại oai đức của 10 phương chư Phật để diễn nói pháp này, tức là pháp môn thập hồi hướng mà 10 phương chư Phật nói. Ông từng ở trong định Bồ Tát Trí Quang, được sự gia bị của 10 phương chư Phật khiến cho ông diễn nói pháp môn thập hồi hướng, cũng sẽ được 10 phương chư Phật hộ niệm. Chẳng những được sự gia bị và hộ niệm mà ông vẫn thường sinh vào nhà Phật, đồng ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ với chư Phật. Thế nào gọi là nhà Phật? Tức là phá trừ được tất cả mọi sự chấp trước. Chẳng có sự chấp trước tức là ở tại nhà Phật, phá trừ tất cả tham dục, thành tầm quả dục, khử dục đoạn ái, niệm tà dâm chẳng sinh, tình ái dục đoạn sạch. Đây tức là ở tại nhà Phật, an trụ tại nhà Phật. Nhà Phật là thanh tịnh không cấu bẩn. Các vị thiện tín, người tu đạo tức là tu đoạn dục khử ái, nếu có thể luôn luôn giữ gìn thanh tịnh, do đó tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý định thiên vô vân, nghĩa là tâm tịnh nước hiện trăng, ý định trời trong sáng. Đạt đến được cảnh giới này thì bạn cũng sẽ ở trong nhà Phật, bằng không thời khắc vọng niệm sinh ra, làm cho ngày đêm điên đảo, trời đất u ám, sự nóng giận như núi lửa, thì không thể nào ở tại nhà Phật được, vì tăng thêm lợi ích công đức xuất thế. Có nghĩa là ông diễn nói pháp môn thập hồi hướng, không lợi ích chúng sinh, thì cũng tăng thêm lợi ích công đức xuất thế của chính mình. Xuất thế là thoát khỏi ba cõi, thì công đức xuất thế ngày càng tăng thêm, sẽ vĩnh viễn được sinh tử gần Bồ Đề, vì đắc được Đà La Ni quang minh. Đà La Ni là tiếng Phạn, dịch nghĩa là tổng trì, tổng tất cả pháp, trì vô lượng nghĩa. Nếu hút thần tầm tinh tấn, thì sẽ đắc được vô lượng trí huệ. Trí huệ sinh ra đại quang minh, tức là Đà La Ni quang minh. Vì vào Phật pháp không chướng ngại, không chướng ngại là nói tất cả dị luận có thể chướng ngại Phật pháp đều phá trừ, đạt đến cảnh giới giải thoát viên dùng vô ngại. Vì Bồ Tát được mười phương chư Phật gia bị và hộ niệm, cho nên vào sâu cảnh giới giải thoát Phật pháp viên dùng vô ngại, ở trong chân thật tánh không. Vì đại quang minh chiếu khắp pháp giới, đại quang minh tức là Phật quang, đại quang minh chiếu khắp tức là Phật quang chiếu khắp tận hư không khắp pháp giới, khiến cho 3.000 đại thiên thế giới đều tắm mình ở trong đại quang minh. Đại quang minh này hình thành một đại quang minh tạng. Đại quang minh tạng này tức là chúng ta đều biết từ số không hóa ra,
Số không này lớn mà chẳng ở ngoài, nhỏ mà chẳng ở trong. Quang minh phóng ra từ số không, chỉ ở trong số không, chẳng đến ở ngoài số không, vì nó chẳng ở ngoài. Số không này chẳng ai có thể phá nó được, đại quang minh tạng này cũng chẳng cách chi phá nó được. Nếu phá được đại quang minh tạng này thì sẽ đèn tối vô mình, cho nên đại quang minh này vĩnh viễn chiếu khắp pháp giới. Vì tích tập pháp thanh tịnh chẳng lỗi lầm, tập chẳng lỗi lầm, nghĩa là nói chẳng có lỗi lầm, là sửa đổi lỗi lầm, là thẳng thắn thừa nhận, là sám hối. Cổ nhân có nói, con người chẳng phải thánh hiền, không thể không có lỗi lầm, có lỗi đừng nàn sửa đổi. Người dũng mãnh sửa đổi lỗi lầm thì có chí khí, người có trí huệ. Có lỗi lầm thì đừng che giấu, phải phát lộ sám hối. Nếu cứ che giấu sợ người biết thì cũng giống như cất giữ ở trong bóng tối, vĩnh viễn chẳng thấy được ánh sáng quang minh. Trong tâm ý thức của con người, nếu thường đen tối che đậy, chẳng có ánh sáng quang minh thì không thể sinh ra trí huệ. Vì có trí huệ thì có ánh sáng quang minh, mù xì thì chẳng có ánh sáng quang minh, tức là vô minh. Con người đừng sợ có lỗi lầm, chỉ sợ phạm lỗi lầm rồi chẳng chịu sửa đổi. Nếu luôn luôn tự cảnh giác mình, tùy thời biết sửa lỗi thì lỗi lầm một hai ngày sẽ giảm bớt đi. Sám hối từng chút thì sẽ được thanh tịnh. Cổ nhân có nói, lỗi lầm hay sửa đổi thì sẽ chẳng còn nữa. Tập chẳng có lỗi lầm, tức là một chút lỗi lầm cũng đều chẳng có, đều đã sửa đổi lỗi lầm chuyển thành thiện. Pháp thanh tịnh, vì chẳng có lỗi lầm thì chẳng có nhiễm ô. Ba nghiệp đều chẳng nhiễm ô thì tự nhiên sẽ thành tịnh vô vi, rất tự nhiên sẽ hiện ra pháp thanh tịnh. Trong ý niệm càng không trụ vào tất cả sắc pháp, chẳng trụ vào tất cả tâm pháp, chẳng trụ vào tất cả tâm sở pháp, chẳng trụ vào bất tương ưng pháp, cũng chẳng trụ vào vô vi pháp, tất cả đều không trụ vào, thì đây tức là tập không có lỗi lầm, sẽ được pháp thanh tịnh. Vì trụ cảnh giới trí rộng lớn, trụ tức là thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn. Nếu thường trụ ở trong cảnh giới trí huệ rộng lớn thì chẳng có ngu si, sẽ phá trừ được vô minh. Vì đắc được pháp quang minh không chướng ngại, đắc được thứ pháp quang minh này không chướng ngại, không chướng ngại thì chẳng mọi phiền não. Có phiền não chướng thì có sở trì chướng, có sở trì chướng thì có nghiệp chướng, có nghiệp chướng thì sẽ sinh ra đủ thứ báo chướng. Do đủ thứ chướng ngại phiền não ràng buộc nên chẳng được yên ổn. Hiện tại vì Bồ Tát và được Tam Muội Bồ Tát Trí Quang nên có thể dễ nói pháp môn thập hồi hướng, cho nên đắc được đủ thứ trí lực và trí huệ quang minh như đã nói ở trên, cùng với pháp trí huệ quang minh chẳng có chướng ngại. Bấy giờ chư Phật liền ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ, ban cho vô lưu biện tài, ban cho phương tiện khéo phân biệt câu nghĩa, ban cho pháp quang minh vô ngại, ban cho thân Như Lai bình đẳng, ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh khác nhau, ban cho Tam Muội Bồ Tát quán sát không thể nghĩ bàn, ban cho trí không thể cản trở phá hoại tất cả các lành hồi hướng, ban cho phương tiện thiện xảo quán ra tất cả pháp thành tựu, ban cho biện tài tất cả mọi nơi nói tất cả pháp không dứt. Tại sao? Vì sức căn lành nhập vào Tam Muội này. Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng nói xong đoạn văn ở trước với Bồ Tát Kim Cang Tràng thì các đức Phật Kim Cang Tràng lập tức ra bị: một, ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng vô lượng trí huệ; hai, ban cho biện tài không thể cản trở phá hoại; ba, ban cho sức phương tiện lý giải phân biệt tất cả câu văn và nghĩa lý, dùng một nghĩa có thể dễ nói thành vô lượng nghĩa, cuối cùng quy về một nghĩa; bốn, lại ban cho trí huệ quang minh chẳng thọ tất cả sự chướng ngại; năm, lại ban cho thân trí huệ bình đẳng với Phật, thân bình đẳng tức là thân trí huệ bình đẳng; sáu, lại ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh, âm thanh của mỗi người trong đục hay giờ đều do kiếp trước tu được, đối với xứ sự án vật rất là quan trọng. Nhất là Pháp Sư Hoàng Dương Phật Pháp, nếu lúc giảng kinh thuyết pháp lời nói rõ ràng, âm thanh vang ra như đại hồng trung, đặc biệt trong suốt, khiến cho người nghe cách ngoại dễ dàng hấp thu, mau chóng sẽ tuyên thọ quy y vào cửa Phật. 7. Lại ban cho Tam Muội không thể nghĩ bàn của tất cả Bồ Tát khéo quan sát đủ thứ nghiệp hạnh. 8. Lại ban cho trí huệ không thể bị bất cứ ngoại lực nào phá hoại căn lành mà hồi hướng vô thượng pháp giới. 9. Lại ban cho trí huệ phương tiện khéo léo quan sát tất cả các pháp, biết được pháp nào có thể trợ giúp thành tựu. 10. Lại ban cho trí huệ biện tài vô úy, dù bất cứ thuyết pháp ở đâu hoặc lúc biện luận với ngoại đạo đều không bị họ hàng phục.
Tại sao lại có được những trí huệ và sức lực này? Vì nhập vào Tam Muội Bồ Tát trí quang, cho nên đắc được trí huệ và sức căn lành này. Bấy giờ chư Phật thầy đều dùng tay phải giờ đầu Bồ Tát Kim Cang Tràng. Khi mười phương chư Phật Kim Cang Tràng ban cho Bồ Tát Kim Cang Tràng đủ thứ trí huệ đó và gia bị cho ngài vô lượng sức oai thần rồi, mỗi vị Phật đều dùng tay phải của mình nhẹ nhàng giờ lên đỉnh đầu của Bồ Tát Kim Cang Tràng, thổ lộ tâm từ và ái hộ đối với Bồ Tát Kim Cang Tràng. Ở trong Phật giáo, giờ đầu là biểu thị sự ái hộ của trưởng giả đối với người hậu khí. Hơn nữa, Bồ Tát tu hành công đức viên mãn, lập tức chứng được quả vị Phật, cũng phải thọ nghi lễ giờ đầu thọ ký để biểu thị rằng là vị Phật mới. Lúc đó, Bồ Tát Kim Cang Tràng được thọ sự giờ đầu ái hộ của chư Phật. Bồ Tát Kim Cang Tràng được giờ đầu rồi, liền từ định mà dạy. Từ bấy giờ chư Phật đến liền từ định mà dạy. Đây là lời nói của Bồ Tát Kết Tập Kinh Tạng nói. Nói với các Bồ Tát rằng, Phật tử, Đại Bồ Tát có đại nguyện không thể nghĩ bàn, sung mãn pháp giới, khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, đó là tu học hồi hướng của tất cả chư Phật, quá khứ hiện tại và vị lai. Bồ Tát Kim Cang Tràng được mười phương chư Phật Kim Cang Tràng giờ đầu rồi, lập tức từ trong định, Tam Muội Bồ Tát Trí Quang mà dạy, đối với các vị Bồ Tát trong Pháp hội mà nói, các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, các ngài đều có thiện nguyện lớn khiến cho người không thể tưởng tượng đến được, rộng lớn sung mãn tận cùng hư không khắp pháp giới, chẳng có nơi một hạt bụi nào mà chẳng phải là đại nguyện thành tựu của Bồ Tát. Bồ Tát trong đời quá khứ, từ lúc ban đầu phát tâm Bồ Đề thì phát ra đại nguyện, nguyện đời đời kiếp kiếp nơi nơi chốn chốn khắp cứu hộ tất cả chúng sinh, khiến cho chúng sinh đều sớm thành Phật đạo. Bất luận công đức của mình như thế nào, công đức lớn nhỏ đều hồi hướng cho chúng sinh, nguyện giúp chúng sinh đắc được giải thoát. Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh rồi, lại còn tiến thêm một bước lìa tướng tất cả chúng sinh, chẳng chấp trước và tất cả chúng sinh mà mình đã từng độ thoát. Hành Bồ Tát đạo như vậy là học tập hạnh hồi hướng mà chư Phật quá khứ đã thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật vị lai sẽ thực hành, hạnh hồi hướng mà chư Phật hiện tại đang thực hành. Do đó, khó nghĩ bàn, là vì lời nguyện phát ra sầu tựa như biển cả, thể đầy khắp pháp giới, hạnh đồng với chư Phật. Do đó đại tức là cứu hộ khắp các chúng sinh, Đại Bồ Tát là nguyện lực lớn, hạnh lực lớn, trí lực lớn, bi tâm lớn, như vậy mới đáng gọi là Đại Bồ Tát. Phật tử, Đại Bồ Tát hồi hướng có bao nhiêu loại? Phật tử, Đại Bồ Tát hồi hướng có 10 loại, ba đời chư Phật đều cùng diễn nói. Các vị đệ tử của Phật, các ngài có biết Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có bao nhiêu loại chăng? Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có 10 loại. 10 loại hồi hướng này chẳng riêng các Đại Bồ Tát phải tu học, mà chư Phật ba đời cũng đều cùng diễn nói pháp môn này. Những gì là 10? Một là cứu hộ tất cả chúng sinh, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. Hai là bất hoại hồi hướng. Ba là đồng với tất cả chư Phật hồi hướng. 4 là đến tất cả mọi nơi hồi hướng. 5 là vô tận công đức tạo hồi hướng. 6 là vào tất cả các lành bình đẳng hồi hướng. 7 là đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng. 8 là chân như tướng hồi hướng. 9 là không ràng buộc, không chấp trước giải thoát hồi hướng. 10 là vào pháp giới vô lượng hồi hướng. Phật tử, đó là 10 loại hồi hướng của Đại Bồ Tát, chư Phật quá khứ vị lai hiện tại, đã nói, đang nói và sẽ nói. Ở trên nói về Đại Bồ Tát tu hạnh hồi hướng có 10 loại. Những gì là 10 loại? Hiện tại nói ra tên của 10 loại hồi hướng giải thích sơ lược, kinh văn về sau sẽ nói tỉ mỉ hơn. 1. Cứu hộ tất cả chúng, lìa tướng chúng sinh hồi hướng. Đây là đại nguyện của Bồ Tát, muốn cứu hộ khắp tất cả chúng sinh mà chẳng chấp tướng, là sự hồi hướng lìa tướng, hồi tự hướng tha, như trong Kinh Kim Cang có nói. Như vậy diệt độ tất cả chúng sinh, mà thật chẳng có một chúng sinh được diệt độ. Nghĩa là nói lìa tướng hồi hướng, lìa tướng chúng sinh, Bồ Tát cứu độ tất cả chúng sinh, mà chẳng kẻ công, chẳng chấp tướng, chẳng khoe khoang. Ngài đem tất cả công đức thiện nghiệp hồi hướng cho tất cả chúng sinh, lìa các tướng, tức là lìa khỏi sự chấp trước. Nếu có sự chấp trước thì sẽ tự mãn, sẽ kiêu ngạo. Một khi sinh tâm kiêu ngạo thì vĩnh viễn sẽ không thể khai mở đại trí huệ. Sự khó khăn nhất, quan trọng nhất của sự tu hành là tu lìa sự chấp trước, lìa sự kiêu ngạo.
Nếu không thì không thể nào đắc được sự giải thoát. Chấp trước thì giống như dùng sợi dây thừng tự trói buộc mình, cho nên nói không thể được giải thoát. Người chấp trước thì tâm lượng nhỏ, không thể dung chứa người, dung chứa vật, tuyệt đối sẽ chẳng có đại trí huệ, chẳng có đại trí huệ quang minh. Người chẳng chấp trước vào người sự việc, thời đất vật mới có thể cứu độ tất cả chúng sinh. Địa tướng chúng sinh hồi hướng, cuối cùng tự nhiên sẽ đạt đến bồ đề viên mãn, quỳ vô sở đắc, khai đại ngộ, được đại trí huệ. 2. Bất hoại hồi hướng. Thế nào là bất hoại? Là chẳng hoại căn lành, chẳng hoại công đức lành, chẳng hoại tâm bồ đề, chẳng hoại tâm kim cang, chẳng hoại giới định huệ, chẳng hoại tâm tin kiên cố nơi tam bảo. Đem hết thảy công đức căn lành, tâm bồ đề của mình hồi hướng hết cho pháp giới tất cả chúng sinh, khiến cho căn lành công đức, tâm bồ đề, tâm kim cang vân vân của chúng sinh cũng chẳng hoại diệt. Tôi phát bốn thệ nguyện lớn, tôi cũng đồng như chúng sinh phát, đều là bất hoại hồi hướng. 3. Đồng tất cả chư Phật hồi hướng. Tôi nguyện học pháp môn hồi hướng của chư Phật ba đời tu hành. Theo sự hồi hướng của chư Phật ba đời đã phát ra, đem hết thảy tất cả công đức của mình làm được, đồng như chư Phật hồi hướng cho pháp giới chúng sinh. 4. Đến tất cả mọi nơi hồi hướng. Đến tất cả mọi nơi tức là đến nơi rốt ráo, nghĩa là đạt đến được quả vị Phật. Tôi hy vọng thành Phật, cũng muốn cho tất cả chúng sinh sớm thành Phật đạo, hồi hướng như vậy. 5. Vô tận công đức tạng hồi hướng. Do sự hồi hướng nên sẽ thành tựu tạng vô tận công đức, chúng sinh vô tận, công đức vô tận, cho nên hồi hướng cũng vô tận. 6. Vào tất cả căn lành bình đẳng hồi hướng. Tư tưởng vào sâu tất cả bình đẳng, tâm chẳng phân biệt, khiến cho tất cả chúng sinh đều đắc được căn lành, thuận lý, tu thiện, xử lý chẳng trái, vào nơi hồi hướng bình đẳng. 7. Đồng tùy thuận tất cả chúng sinh hồi hướng, quan sát chúng sinh hồi hướng, chẳng tính toán có bao nhiêu, chẳng phân biệt thân sơ, phân biệt thiện ác, chẳng phân biệt tốt xấu giàu nghèo, đem hết thảy công đức căn lành của tôi, tùy thuận chúng sinh, lợi ích chúng sinh, bình đẳng hồi hướng cho tất cả chúng sinh. 8. Trần như tướng hồi hướng. Bảy loại hồi hướng ở trên đều có hình tướng, nhưng Trần Như là không hình, không tướng, tuyệt đối đối đãi, bật, lời lẽ, tư tưởng,